Xin chào mọi người, hôm nay mình là lên được một ít dao. Các dao của mình là đã được vệ sinh và mài bén. Giá dao là chưa bao gồm phí ship. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ cái mã dao và nhớ cái ngày mình ghi trên tên tiêu đề. Mọi người ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để nhận được thông báo xem các clip mới tiếp theo. Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cây. Thứ nhất là mã số 1. Mã số 1 200k. Cây này có độ dày lưỡi là 16 cm, bản rộng là 4.1 cm và độ dài là 1.6 ly. Cây này cán gỗ 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Chữ của nó được khắc thủ công. Cái này của hãng Hiromoto. Cái này của hãng Hiromoto. Ba lớp. Cái lõi nó lên tới sóng dao. Dao Nhật thì phần lớn là lõi nó lên tới sóng dao ấy. Chỉ là nó không lồi ra thôi chứ còn nó vẫn ba lớp là nó lên tới sóng dao ấy. Cái này thì nó có chỗ này một cái chấm đen chấm rỗ vậy, một chấm thôi. Còn lại là không bị gì cả. Mã số 1 200k. Mã số 2 200k, cây này có độ dày lưỡi là 17 cm, bản rộng là 3.7 cm và độ dài là 1.8 ly. Cán gỗ 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Chữ dập chìm rất là rõ. Cây này thì cũng đẹp, không có lỗi gì cả. Mã số 2 200k. Mã số 3, 250k, cây này có độ dày lưỡi là 16.5 cm, bản rộng là 4.4 cm và độ dài là 2 ly. Cán gỗ 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Chữ khắc thủ công. Mã số 3 250k. Mã số 4 250k, cây này có độ dày lưỡi là 16.5 cm, bản rộng là 4.1 cm và độ dài là 1.6 ly. Cán gỗ 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Chữ khắc thủ công rất rõ và đẹp. Mã số 4, 250k. Mã số 5, 450k. Cái này có độ dày lưỡi là 17 cm, bản rộng là 4.3 cm và độ dài là 4 ly gần trong cán. Trong này nó có phần mỏng hơn nhưng mà cũng dài. Đây là một cây dao Usuba. Cái này là vác một Usuba này là dùng cho tay phải. Cháu vác bằng bạc cho tay phải Usuba.
cái này là mình mới thay cán mới vào. Cán này là cán gỗ khâu sừng. Cán gỗ khâu sừng mình mới thay vào. Chữ của nó khác thủ công. Cây Usuba này mã số 5, 450k. Mình quên đó là lưỡi của nó là bằng là thép carbon 2 lớp. Thép carbon là sẽ có rỉ, là phải bao giờ và bảo quản để khỏi bị rỉ. Mã số 6, 300k. Cây này có độ, cây này là cây sashimi, có độ dài lưỡi là 22,5cm, bản rộng là 2,7cm và độ dài là 4 ly. Độ dài gần cán là 4 ly. Mỏng dần ra ngoài mũi này. Cây này là mình mới thay cán vào. Cây này mới thay cán. Cái này thì chữ nó khác thủ công, mà mình đánh nó bay là nó còn mà mấy cái còn chữ, mà nó còn một phần cái chữ. Và số 6, 300k. Cái này là cán gỗ, cái khâu này là khâu gỗ nha. Mình quay nó cái khâu này. Còn lưỡi này là bằng thép carbon 2 lớp. Mã số 7, 700k. Cái này là một cây dao sashimi, có độ dài lưỡi là 23cm, bản rộng là 2,8cm và độ dài là 3,5 ly. 3,5 ly gần trong cán và mỏng hơn ra ngoài này. Cái này cán gỗ khâu nhựa. Lưỡi làm bằng thép carbon 2 lớp. Cái này còn khá là đẹp. Nói chung là còn khá đẹp. Chữ của nó được khắc thủ công rất rõ và đẹp. Mã số 7, 700k. Mã số 8, 200k. Cái này có độ dài lưỡi là 16,3cm, bản rộng là 4,2cm và độ dài là 1,5 ly. Cán gỗ. Cán còn khá là đẹp. Lưỡi bằng thép carbon. Lưỡi 3 lớp thép, ốp không rỉ loại carbon. Cái này lưỡi 3 lớp. 3 lớp thép, ốp của nó không rỉ loại carbon, nhưng mà ở ngoài mũi này nó có một cái vết rỗ ở cái chỗ này. Đây rỗ rồi, không ảnh hưởng. 3 lớp. Chữ của nó được khắc thủ công rất rõ. Mã số 8, 200k. Mã số 9,
200g. Cái này có độ dày lưỡi là 16cm, bản rộng là 4cm và độ dài là 1,8 ly. Cán gỗ 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Cái này mặt bên này có chữ mát, chữ mát dập dìm nha, chữ mát và chữ trách mát. No 2500. Mặt bên này nó có in cái logo hình bánh rang, logo hình bánh rang và có khắc cái một số chữ nhỏ nhỏ ở bên này. Mã số 9, 200k. Mã số 10, 250k. Cái này có độ dày lưỡi là 16,4cm, bản rộng là 4cm và độ dài là 1,8 ly. Cán gỗ khâu inox, lưỡi là 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Cái này chỗ này lõi carbon cho nên nó có hai cái chấm rổ rất nhỏ chỗ này thôi, cũng không lỡ nhiều. Chữ của nó được khắc thủ công rất rõ. Cái này của hãng Hiromoto. Mã số 10, 250k. Mình đã giới thiệu xong máy bã dao. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ cái mã của nó. Mã dao hôm nay từ mã 1 đến mã 10. Và nhớ cái ngày mình ghi trên tên tiêu đề. Mọi người lưu ý là giá dao là chưa bao gồm phí ship. Cái dao của mình là đã vệ sinh làm đẹp và mài bén ấy rồi. Mọi người mua về là chỉ việc sử dụng liền thôi. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để nhận được thông báo xem các clip mới tiếp theo. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở các clip sau.